nhìn kia, cái đèn kia đẹp thiệt đó. À, nói nghe nè, ngày nào cậu cũng ngồi trong văn phòng liếc mắt đưa tình mà cũng chả thu được cái gì hết. Hay là vậy đi, chúng ta mở tiệc đi. Tiệc hả? Năm nào mình cũng mở tiệc mà, cứ tới Giáng sinh là mình mời mọi người bên nhà xuất bản tới. Năm nay cậu cũng ở nhà mình nên tham gia luôn đi. Với lại cậu có thể gọi cái anh Trịnh Kỳ của cậu tới nữa. Nếu cậu còn ngại, cậu có thể gọi thêm bạn của cậu tới. Còn cái người họ Đỗ đó, cậu thích thì cứ gọi tới. À, Liễu Liễu à, cậu thấy sao hả? Song Nghi à, lệnh cấm yêu chỉ mới vừa được ban hành ra mà thôi, cậu đừng có nóng vội nữa có được không? Não của hai người bị hư hết rồi hả? Lệnh cấm yêu được ban hành trong nội bộ của công ty, còn chúng ta là chuyện ở bên ngoài rồi mà. Thật ra mở tiệc thì có liên quan gì tới bọn họ chứ, gọi thiệt nhiều bạn vào, biết đâu trong bữa tiệc lại ghép được nhiều đôi mới không chừng. Cậu đang cố tình đánh lạc hướng thì có. Nói thẳng là muốn hẹn hò với Đỗ Phồn đi. Cậu nói coi, nếu như mà hẹn với Đỗ Phồn, anh ấy sẽ nghĩ là cậu hẹn hay là mình hẹn đây ta? Tùy anh ấy thôi. Được, coi như là mình hẹn thì sao? Ôi, biết ngay mà, mình sớm biết là cậu có ý khác mà. Cậu đáng ghét thiệt đó nha. Còn cậu thì sao hả? À, cậu nhất định phải hẹn mấy cô không xinh đẹp, không đáng yêu bằng cậu thì tình địch của cậu sẽ giảm đi đáng kể. Đáng ghét, đúng là đáng ghét mà. Sao hả? Không ai cũng muốn vậy hả? À đúng rồi, Liễu Liễu hả? Hay là cậu cũng hẹn luôn bạn trai của cậu đến nhà của bọn mình chơi đi, quen biết rồi sẽ không ngại nữa có đúng không hả? Đúng rồi đó hả? Việc đó Liễu Liễu à, cậu đừng có giấu kỹ bạn trai tốt của cậu như vậy chứ. Mình là chị em tốt với nhau mà, cậu cứ yên tâm đi. Không phải vậy đâu, công việc của anh ấy giờ này cũng khá bận, mình không biết là anh ấy có thời gian hay không nữa. Đúng là tuột hứng mà. Sao có thể chứ, đêm Giáng sinh mà vẫn phải tăng ca hả? Liễu Liễu à, lần trước lúc cậu chuyển nhà mình mới chỉ thấy mỗi cái bóng lướt qua thôi ạ. Liễu Liễu, có bạn trai mà không chịu giới thiệu cho chị em gặp mặt là không được đâu đó. Đúng rồi đó, cậu đừng có keo kiệt như vậy mà. Được rồi, để mình hỏi anh ấy cái đã. Hứa rồi nha. Hứa rồi đó. Yeah. Chị hôm đó khá công tụ rồi. Mấy nhà văn này thật là lố bịch. Ai ngồi cùng ai, ai không ngồi cùng ai, ai phải ngồi giữa đầu vào ai nữa. Đầu em sắp nổ tung rồi nè. Vừa mới sáng sớm mà em đã cằn nhằn chuyện gì vậy hả? Ai trời ơi, đây là lời mở màn bữa tiệc hiệu sách đêm Giáng sinh. À anh à, anh nghĩ có cần hẹn Tiết Sam Sam cùng tham gia hay không anh? Sao tự nhiên em lại nghĩ đến việc hẹn Tiết Sam Sam? Em làm quản lý hiệu sách từ khi nào vậy? À, chuyện là vậy, vì Lệ Trữ hiện đang ở châu Âu không về kịp cho lễ Giáng sinh này, cho nên em thay cô ấy trông nom hiệu sách. Cô Sam Sam đó em cảm thấy rất là dễ thương, cho nên em muốn biết thêm về cô ấy. Tóm lại là anh có hẹn không? Anh đang phải lo chuyện sáp nhập. Sáp nhập? Công ty nào vậy? Ca em ở Hàn Quốc. Đêm Giáng sinh còn ra nước ngoài bàn chuyện. Ngôn Thanh nhà em cũng phải đi sao? Đêm Giáng sinh không có ai ở nhà với em, cô đơn lắm, không chịu đâu. Không sao đâu, năm nay chúng ta sẽ cùng đón giao thừa, em đừng lo, được chứ? Ngôn Thanh, cậu không cần đi, tôi sẽ đi với Trịnh Kỳ để xem thực lực đối phương. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy thay vì chỉ nghe phong thanh. Vậy hả? Yên tâm đi, anh sẽ giữ bản thân mình bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ thật kỹ càng. Bình tĩnh một chút? Anh muốn nói tới ca em hay là Tiết Sam Sam? Em gái yêu quý à, thông minh quá cũng không tốt đâu. Hả? Phiền thiệt đó. Làm gì có bữa tiệc nào mà kỳ xóa chưa từng thấy qua. Làm sao mới có thể khiến anh ấy đồng ý tham gia đây ta? Làm cái gì đứng ngay ra vậy? Chào cậu A Giai, mình vô thôi. Sao cậu đứng đây? Sam Sam à, tôi rất đồng cảm với cô. Nhất định là hiện tại cô đang rất khó chịu có đúng không? Nhưng mà cô nên nghĩ theo một hướng khác. Chủ tịch làm như vậy chắc hẳn là vì ghen thôi, cho nên mới ra cái lệnh cấm yêu kia, có phải không? Chủ tịch làm như vậy đúng là có hơi quá đáng, công tư không phân minh gì hết. Nhưng mà người đàn ông lúc ghen quả thật không còn gì dễ thương bằng. Sam Sam à, tôi hâm mộ cô lắm luôn đó.
Cho nên cô đừng có giận chủ tịch nữa nha. Người xưa vẫn nói cãi nhau đầu dược làm lạnh cuối dược, có đúng không hả? Tôi nói có đúng không? Với lại cái đó mà là lệnh cấm yêu gì chứ, rõ ràng là đang bộc lộ tình cảm của mình ra mà. Chuyện này đúng là không gì lãng mạn bằng. A Giai à, A Giai, cô đang nói cái gì vậy? Sao vậy Hi Hi? Sam Sam, cô với chủ tịch đang cãi nhau có phải vậy không? Đúng rồi, đúng rồi. Có chuyện gì vậy? Nói đi. Nói chúng tôi biết đi. Đúng. Cho nên sau này chúng tôi chẳng còn quan hệ gì nữa. Các cô cứ ra sức chèn ép tôi đi. Sam Sam, xin lỗi cô. Thật ra thì cô cũng biết đó, lệnh cấm yêu là việc chẳng hề nhỏ gì hết. Hơn nữa, chúng ta vào tập đoàn này chẳng phải đều muốn tìm kiếm một anh chàng trẻ đẹp tài giỏi để lấy hay sao? Đúng cho nên tôi mới rồi. Bây giờ ban bố cái lệnh cấm yêu đó, rõ ràng là khiến toàn thể nhân viên nam đều quay trở về cái thời kỳ độc thân mà. Đúng vậy thì rồi nữ đó. Chúng ta chẳng phải là người chịu khổ nhiều nhất hay sao? Đúng rồi đó. Đúng vậy Sam, đó. Sam à. Xin cô đó. Chị nói một tiếng với chủ tịch giùm chúng tôi đi mà. Xin cô đó, làm ơn cô mà. Hả? Thôi thôi, các cô cho tôi xin đi. Chúng ta đến đây để làm gì chứ đâu phải là để nói chuyện yêu đương đâu. Hơn nữa tôi chỉ là một trợ lý tài vụ nhỏ nhoi, sao có thể yêu cầu chủ tịch này nọ. Lẽ nào tôi phải nói với chủ tịch là chủ tịch à, xin hãy cho phép chúng tôi yêu đương ở văn phòng đi mà. Hãy cho phép chúng tôi biến văn phòng này thành trường quay phi thành vật nhiễu đi. Chúng tôi tất nhiên là không có ý đó đâu Sam Sam mà. Thật ra thì nếu cô không giúp chúng tôi chuyện này thì chúng tôi có thể cũng hiểu được mà ha. Đúng, có thể hiểu mà. Cô nghĩ coi, nếu hai người yêu mến nhau tất nhiên là muốn phát triển tình cảm lên rồi. Nhưng bây giờ lại phải để nó rơi xuống vực sâu vậy, không còn cách nào khác hết, có đúng vậy không? Đúng rồi, chính là ý này đó. Cô xem, mọi người đều không thể khẳng định chủ quyền, ngày nào trong lòng cũng thất thỏm không yên hết. Vậy thì ai mà chăm chỉ làm việc được kia chứ, đúng vậy không? Vậy đó. Năn nỉ mà. Cậu xin cô đó. Nghĩ lại thì cũng đúng ha. Môi trường công sở bao nhiêu người đi đi lại lại, không yêu đồng nghiệp thì biết yêu ai đây? Đúng rồi đó. Con nghĩ đúng đó. Nếu mà làm đến cùng thì chúng ta đều biến thành gái ếm á. Lỡ như kỳ soái đem lệnh cấm yêu đó ra để cự tuyệt mình. Thôi được, dù sao thì tai họa này cũng là do mình gây ra, mình phải đi tự thú đây để được hưởng khoan hồng. Để tôi thử đi coi sao. Sao mà có gì đâu, không có gì.